Em chào cả nhà, em chào mấy chị yêu. Hello. Đây thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người rất là nhiều mẫu quá, nhiều mẫu zoom mới luôn. Sắp tới Tết rồi nên shop luôn có mẫu mới cho mọi người để mọi người diện Tết luôn ạ. Đồ bay rất là đẹp luôn. Zoom dài ống rộng nha mọi người ơi. Hôm nay thì nhiều mẫu mới đẹp cực kỳ luôn. Rất là sang cho mọi người đi chơi, đi tiện vô tư luôn ạ. Rồi em sẽ bắt đầu luôn, như mọi hôm thì em cũng sẽ đọc mã số. Em sẽ mặc và em sẽ đọc mã số, rồi mọi người thích cái nào đó mình chốt thì mình chỉ cần comment mã số kèm theo màu sắc, số điện thoại và địa chỉ bên dưới thì em sẽ gọi điện thoại tư vấn luôn cho mấy chị ạ. Rồi, các em đang mặc mã số B40 ạ, mã số B40 giá 305 và có size 60kg, đó lại là mặc vừa tùy theo chiều cao ạ. Rất là đẹp luôn, vải chi phong, cái tay sang quá trời này, cái cổ này mọi người ơi, sang quá trời luôn á. Rất là đẹp. Mấy cái này mình đi tiệc nè, nó đi tiệc thì nó đẹp theo cái kiểu mình đi tiệc, nó sang theo cái kiểu mình đi tiệc nha. Rồi đi chơi thì nó cũng rất là sang chảnh luôn, đi làm cũng rất là ok tại vì nó kín đáo luôn ạ. Rồi mã số B40 có 3 màu cho mọi người luôn ạ. Có 3 màu cho mấy chị lựa chọn luôn nè. 3 màu các em đang mặc là màu nâu nha mọi người ơi. Nâu. Màu da chứ không phải màu nâu, màu da. Đây, rồi màu tím và màu bích ạ, và màu xanh bích. Em sẽ mặc hết 3 màu luôn cho mọi người dễ lựa chọn ạ. Rồi mã số B40 giá 305 ạ, giá 305. Giá yêu thương luôn, cái tay nó quá đẹp luôn ạ. Rồi em sẽ mặc thử kia màu khác cho mấy chị xem luôn ạ. Màu tím đi ạ, màu tím cho mấy chị yêu đây. Màu nào cũng rất là đẹp hết, rất là tôn da luôn, mặc sáng da. Rồi mã số B40 giá 305 thôi ạ. Vải chi phong nha mấy chị, vải chi phong size có size 60kg, đó lại là mặc vừa thì thêm chiều cao. Đó rất là đẹp. Có túi nữa nè. Vải chi phong mà thoải mái lắm. Đi tiệc thì nó gọi là bao sang luôn á, bao sang trọng, nhìn kiểu nó cũng rất là lạ. Đi chơi thì nó sẽ đẹp nhẹ nhàng theo cái kiểu đi chơi, theo kiểu sang chảnh. Rồi đi làm thì nó kín đáo luôn ạ. Đây ở trên cái cổ nè, nó rất là sang luôn. Rồi mã số B40 giá 305. Em sẽ mặc thêm màu khác cho mấy chị xem để dễ lựa chọn luôn ạ. Đây màu xanh bích đây ạ. Màu nào nó cũng rất là sang hết, mặc rất là sáng da luôn. Mã số B40 nha mấy chị, mã số B40 giá 305 yêu thương luôn ạ. Vải chi phong có size 60kg, đó lại là mặc vừa thì theo chiều cao ạ. Rất là đẹp luôn, từ cái tay tới cái cổ, cái nó phối lên cái form rất là sang luôn ạ. Rồi em sẽ thử màu cuối cùng là màu đen cho mấy chị xem luôn. Giá 305 mã số B40 nha mấy chị. Chị nào chốt thì mình chỉ cần mã số, comment mã số kèm theo màu sắc, số điện thoại và địa chỉ bên dưới thì em sẽ gọi điện thoại tư vấn để mấy chị chọn được cái mình ưng ý luôn ạ. Màu đen đây ạ. Đó màu cái form này thì màu nào nó cũng rất là sang hết. Mã số B40 nha mấy chị, mã số B40 giá yêu thương chỉ có 305 thôi. Chắc vải chi phong mặc mấy cái kiểu đồ bay này nhìn gọn cực kỳ luôn á. Đảm bảo là mấy chị mặc rất là gọn luôn. Rồi mã số B40 giá 305, size có size 60kg, đó lại là mặc vừa tùy theo chiều cao. Em đã mặc 4 màu cho mấy chị xem hết rồi. Thì mình thích thì mình chỉ cần comment mã số là B40 kèm theo màu sắc, số điện thoại và địa chỉ bên dưới thì em sẽ gọi điện thoại tư vấn luôn cho mấy chị ạ. Rồi em sẽ chuyển sang mẫu tiếp theo luôn ạ. Mẫu tiếp theo, mẫu mới đây mấy chị ơi. Rất là đẹp. Em rất là kén mẫu nên là em chọn là em sẽ chọn cái mẫu gọi là đẹp chuẩn cho mọi người luôn, cho mấy chị luôn, nên mấy chị cứ yên tâm đi ạ. Rất là đẹp, form dáng chất vải. Đây, cái kiểu tay rất là sang luôn. Ở mã số B38 ạ, giá cũng chỉ 305 thôi. Vải chi phong và có size 60kg, đó lại là mặc vừa theo chiều cao ạ. Zoom dài, ống rộng nha mọi người. Cái này thì có 4 màu luôn. Bốn màu luôn cho mấy chị nè. Đó, em đang mặc màu đỏ đô, màu cam, hồng cam nha mọi người. Cam nhẹ nhàng chứ không phải là cam tươi ạ. Đây, màu da đây ạ, và màu tím. Màu nào lên form đảm bảo xinh cực kỳ. Em đảm bảo là em phối màu nè, phối form rất là chuẩn luôn cho mấy chị. Đảm bảo bao đẹp, cứ yên tâm đặt hàng ạ. Vải chi phong nha mấy chị, giá 305, mã số B38 ạ. Rồi em sẽ thử cái màu khác luôn cho mấy chị dễ chọn luôn nè.
Màu da đây, màu da cho mấy chị yêu. Rất là đẹp luôn. Từ màu sắc tới cái form đều rất là sang luôn. Kín đáo rất là sang. Mấy cái này thì mọi người mặc đi đi tiệc nè, đi làm luôn, đi làm. Tại vì form nó kín đáo, không có hở một tí nào hết. Nhưng mà nó gọi là rất là sang. Đi chơi thì cũng thoải mái mọi người. Cái này là vải chi phong nên nó nhẹ nhàng lắm. Cái này mã số là B38, giá chỉ có 305 thôi. Và có size 60kg, đối lại mặc vừa thì theo chiều cao ạ. Có 4 màu, em sẽ mặc hết cho mấy chị xem luôn, để mấy chị dễ lựa chọn. Rồi em sẽ chuyển sang cái màu tiếp theo luôn ạ. Màu tím đây, màu tím quý phái cho mấy chị yêu đây. Sang quá, em mà chọn màu, chọn mẫu là em ra màu là mọi người cứ yên tâm. Gọi là bao đẹp, bao chuẩn luôn. Vải chi phong nha mấy chị, vải chi phong. Size tầm 60kg đó lại là mặc vừa thì theo chiều cao ạ. Cái tay cái kiểu này sang quá trời luôn nè. Đó. Rồi, mã số B38 giá 305, yêu thương cho mấy chị luôn. Rồi, em sẽ chuyển sang cái màu cuối cùng cho mấy chị xem để dễ chữ lựa chọn luôn ạ. Tiếp theo, màu cam đây. Xinh quá, rất là ngọt luôn. Giá yêu thương chỉ 305 thôi ạ. Mẫu này là mã số B38, em đã mặc đủ 4 màu cho mấy chị xem luôn. Rồi thì mình thích, mình chốt thì mình chỉ cần comment mã số B38 kèm theo màu sắc nè, số điện thoại và địa chỉ luôn. Thì em sẽ gọi điện thoại tư vấn cho mấy chị để chọn được cái mình vừa ý luôn ạ. Size có size 60kg nó lại mặc vừa thì theo chiều cao. Rất là sang luôn. Giá yêu thương chỉ 305 thôi ạ. Vải chi phong nha mấy chị. Mã số B38. Rồi em sẽ chuyển sang mẫu tiếp theo luôn ạ. Mẫu tiếp theo đây. Một mẫu tiếp theo nữa. Sang quá luôn. Mã số B04 nha mấy chị. Mã số B04 giá 305. 4 màu luôn cho mấy chị yêu. Đây 4 màu. Em đang mặc là màu xanh rêu. Cái này màu ruốc nè, cái này đỏ đô và cái này màu tím. Đó. Màu thì mọi người cứ yên tâm, em sẽ chọn màu hợp với kia cỡ tuổi. Nên mọi người cứ yên tâm chọn đi ạ. Từ form dáng tới màu sắc là em điều phối. Nên nó đơn giản mà nó rất là sang. Rồi, B04 nha mấy chị. Mã số B04 giá 305. Chất vải chi phong ạ. Có size 60kg đó lại là mặc vừa tùy theo chiều cao, có túi nữa nè. Rất là sang luôn. Thôi em sẽ mặc cái màu tiếp theo cho mọi người chọn luôn ạ. Màu ruốc đây ạ. Mã số B04 nha mấy chị. Mã số B04 giá 305. Vải chi phong, chất vải chi phong. Mặc nhẹ nhàng. Đi tiệc, đi chơi, đi làm gì đều rất là đẹp. Sang trọng nhẹ nhàng luôn ạ. Giá 305 yêu thương, có size từ 60kg đó lại mặc người từ chiều cao ạ. Mọi người yên tâm là chọn màu nha. Rất là đẹp, mấy cái màu này là em đã chọn rồi. Vừa phải thôi, màu thì vừa phải, không quá tươi. Nó rất là hợp với cái form, cái dáng luôn, rất là chuẩn ạ. Rồi em sẽ mặc luôn cái màu tiếp theo. Mã số B04 nha mấy chị. Giá 305 ạ. Có size 60kg đó lại mặc người từ đây chiều cao ạ. Màu đỏ đô đây. Màu quyền lực nhất của phái đẹp mình đây ạ. Màu đỏ đô. Mã số B04 nha mấy chị. Giá yêu thương chỉ có 305 thôi. Chất vải chi phong. Có size 60kg đó lại là mặc vừa thì theo chiều cao ạ. Đi tiệc, đi chơi, đi làm. Bao đẹp luôn. Rồi em sẽ chuyển sang cái màu cuối cùng là màu tím cho mấy chị xem để dễ chọn luôn. Màu tím quý phái của mấy chị yêu đây. Rồi màu cuối cùng của cái mẫu B04 ạ. Giá chỉ 305 thôi ạ, yêu thương luôn. Yêu thương cho mấy chị mình diện Tết luôn ạ. Mã số B04 nha mấy chị. Có size 60kg đó lại là mặc vừa thì theo chiều cao ạ. Rồi em đã mặc hết đủ 4 màu số B04 cho mấy chị xem rồi. Chị nào thích thì mình chỉ cần comment mã số B04 kèm theo màu sắc, số điện thoại và địa chỉ thì em sẽ gọi điện thoại tư vấn luôn ạ. Mẫu mới, lại thêm mẫu mới nữa cho mấy chị đây. Quá đẹp luôn. Mã số B36 nha mọi người ơi. Mã số B36 giá 290 thôi nè. Giá 290 thôi. Vải chi phong, chất vải chi phong. Có size 60kg đó lại là mặc vừa tùy theo chiều cao ạ. Zoom dài, ống rộng nha mấy chị.
màu đỏ. Màu đỏ vô tư diện Tết luôn, đẹp lung linh luôn ạ. Rồi có ba màu luôn ạ. Ba màu cho mấy chị. Màu đỏ em đang mặc nha, cái này màu da và cái này là màu tím. Em sẽ mặc hết ba màu cho mấy chị dễ lựa chọn luôn. À với lại là nãy giờ em quên mất là mấy chị đã xem cái bài là livestream mất thì mình chia sẻ cái bài live về trang cá nhân của mình để chế độ công khai luôn ạ. Thì khi mình mua một cái thì shop sẽ giảm 10.000 và đặc biệt là mua hai cái trở lên thì shop sẽ miễn phí ship toàn quốc luôn cho cả nhà. Đó. Rất là dễ, chỉ cần mình nhấn một cái nút chia sẻ, nhấn cái nút chia sẻ để chế độ công khai luôn, chia sẻ về trang cá nhân của mình để chế độ công khai luôn. Thì khi mua một cái thì em sẽ giảm thêm cho mọi người cho mấy chị 10.000 nữa. Mua hai cái thì shop sẽ miễn phí ship luôn ạ. Rồi em mặc cái màu khác cho mấy chị xem luôn ạ. Mã số B36 nha mấy chị. Mã số B36 giá 3.290 ạ. Màu tím đây. Mặc nhìn rất là gọn luôn á mấy chị. Mấy cái form đồ bay này nè mặc rất là gọn luôn. Mã số B36 ạ, giá 305 à, giá 299 ạ. Sorry cả nhà. Giá 299. Mã số B36 có ba màu, lát em sẽ mặc cái màu kia nữa luôn là đủ. Trên này có cái hoa nè, đó, giá 290 thôi. Mấy chị xem cái bài like thì mình nhớ là chia sẻ, nhấn cái nút chia sẻ về trang cá nhân của mình để chế độ công khai luôn ạ. À. Rồi để khi mua một cái thì shop sẽ giảm 10.000 và đặc biệt là mua hai cái trở lên thì shop sẽ miễn phí ship toàn quốc luôn cho mấy chị ạ. À. Mã số B36 giá 305. Vải chiffon có size 60 kg đó, lại là mặc vừa từ theo chiều cao ạ. À. Rồi em mặc cái màu cuối cùng luôn cho mấy chị chọn luôn ạ. À. Màu da đây mấy chị. Form đơn giản mà rất là đẹp. À, mã số B36 giá 305 thôi ạ. À. Vải chiffon nha mấy chị, có size 60 kg, nó lại là mặc vừa thì theo chiều cao ạ. À. Em đã mặc hết ba màu cái mẫu này cho mấy chị xem rồi. Chị nào thích thì mình chỉ cần comment mã số B36 kèm màu sắc, số điện thoại và địa chỉ bên dưới thì em sẽ chốt hàng luôn ạ. À. À mấy chị xem thì mình nhớ là mình chia sẻ cái bài like này về trang cá nhân nha mọi người. Chia sẻ về trang cá nhân để chế độ công khai luôn ạ. À. Để khi mình mua một cái thì shop sẽ giảm 10.000, mua hai cái trở lên thì shop miễn phí ship luôn cho cả nhà. Rất là đẹp, nhiều mẫu cho mọi người chọn diện Tết luôn. À, mặc đi chơi nè, đi tiệc thì nhìn nó rất là lạ, rất là sang luôn mấy chị. Rồi đi làm nữa thì bị phong nó kín đáo chứ không có gì hết. Rồi em chuyển mẫu luôn. B36 nha mọi người, giá 290 ạ, giá 290. Giá 290 nha. B36 và giá 290 ạ. Vải chi phong 60 kg đó, lại mặc vừa từ chiều cao ạ. Mẫu mới đây, lại mẫu mới cho mấy chị, cho mấy chị yêu. Sang quá luôn. Em mà chọn mẫu ra mẫu là mọi người cứ yên tâm. Em phối cái màu nè, cái form này rất là sang, đơn giản mà sang cực kỳ luôn, rất là hợp với cái cỡ tuổi này ạ. Mặc cái này, mặc mấy cái đồ bay này là em đảm bảo là bao gọn luôn cho mấy chị ạ. Đây, cái kiểu này thì chị nào mà ngại bắp tay to đó thì mình chọn kiểu này vô cùng hợp lý luôn. Này mã số B37 nha mọi người, B37 và giá yêu thương 290 thôi, 290 cho mấy chị yêu ạ. À. Có túi nữa nè, sang quá trời luôn. À, có hai màu luôn ạ. Hai màu. Mã số B37 nha mấy chị. B37 giá 290 yêu thương thôi. À, vải chiffon có size 60 kg, đó lại là mặc vừa thì theo chiều cao ạ. Phía sau nó có cái dây cột này, mình có thể là cái này là mình có thể làm thu gọn cái eo của mình lại nè. Rồi, em sẽ mặc luôn cái màu cam này cho mấy chị xem luôn cho dễ lựa chọn. B37 nha mọi người, giá 290 thôi. Rồi, em chuyển mẫu luôn. Mẫu này sang quá trời luôn. Màu cam đây mấy chị ơi. Cái form này đẹp quá trời luôn. Đẹp quá này, từ nãy giờ em thấy mẫu nào cũng đẹp hết trơn á. Mã số B37 nha mọi người, cái này mã số B37 giá 290 thôi, yêu thương cho mấy chị nhà mình diện Tết luôn. Diện Tết là khỏi phải chê, nhiều mẫu đẹp lắm.
Mọi người nhớ ấn nút theo dõi nha, mọi người nhớ nút theo dõi shop nè, để khi có mẫu mới là nó sẽ thông báo cho mọi người, nó sẽ hiện lên cho mọi người xem. Để mọi người tậu vài cái mình diễn Tết luôn ạ. Diễn Tết xong nè, mình đi tiệc, đi chơi. Khỏi phải chê, đẹp quá trời. Rồi mã số B37 à, giá 209 thôi. À mọi người nhớ là mình chia sẻ cái bài like này về trang cá nhân của mình để chế độ công khai luôn ạ. À. Chia sẻ rồi để chế độ công khai trên trang cá nhân luôn. Để khi mình mua một cái thì shop sẽ giảm 10.000 và đặc biệt mua hai cái trở lên thì shop miễn phí ship luôn cho cả nhà mình ạ. À. Rồi em chuyển mẫu nha mấy chị. Mã số B37 giá 209 thôi. Vải chi phong có size 60kg, đó lại là mặt vừa thì chiều cao. Chị nào thích thì mình chỉ cần comment mã số là B37 kèm theo màu sắc, số điện thoại và địa chỉ bên dưới thì em sẽ gọi điện thoại tư vấn cho mấy chị luôn nè. Rồi em chuyển mẫu luôn ạ. Đây, mẫu mới cho mấy chị đẹp đây. Mã số B39 nha mấy chị, giá 290 thôi, vải chi phong có size 60kg, đó lại là mặt vừa tùy theo chiều cao. Chị nào mà ngại bắp tay đó, mình chọn kiểu này là vô cùng hợp lý luôn. Cái tay nó rất là sang, mình lại có thể là che khuyết điểm nữa nè. Đó. Giá 290 thôi, 3 4 màu luôn. 4 màu cho mấy chị luôn nè, màu tím, màu da, màu đỏ. Màu tím, màu da, màu đỏ và màu xanh nha mấy chị. Đây, em sẽ mặc hết 4 màu cho mấy chị xem luôn để mấy chị dễ chọn ạ. Giá 290 thôi, giá chỉ có 290 thôi ạ. Rất là xa, có size 60kg đó lại mặc vừa, tùy theo chiều cao nha mấy chị. Rồi, em mặc cái màu tiếp luôn. Màu tiếp theo đây ạ, màu đỏ cam nha mấy chị. Cái này là màu đỏ cam ạ. Mã số B39 giá 290 thôi ạ. 290 thôi, yêu thương luôn. Quả là yêu thương cho mấy chị luôn ạ. Đây, những cái màu này mấy chị diễn Tết là đẹp, đẹp khỏi phải chê luôn. Rất là rạng ngời, giá 290 thôi. Mã có size, cái này vải chi phong nha mấy chị, có size 60kg, đó lại là mặt vừa thì theo chiều cao, mặt sang quá này. Đó, chị này ngại bắp tay mình to đó, thì chọn kiểu này cho khuyết điểm rất là đẹp luôn. Mẹ qua kìa. Rồi em sẽ chuyển sang cái màu khác. Em sẽ thử cái màu khác luôn cho mấy chị chọn. À, mấy chị nhớ là mình ấn cái nút theo dõi fanpage shop nha. Để khi mà có cái mẫu mới đó thì nó sẽ thông báo cho mấy chị luôn. Em sắp dịp Tết tới rồi nè, nên em về mẫu mới liên tục cho mấy chị lựa chọn nhiều mẫu diện Tết đẹp vô tư luôn ạ. Rồi em chuyển sang cái màu khác cho mấy chị xem. Màu da đây mấy chị ơi, màu da đây. Xa quá em mà chọn mẫu phối màu, phối mẫu là mọi người yên tâm, cứ yên tâm đặt hàng. Vải thì bao đẹp nè, phong thì bao chuẩn. Đơn giản em sẽ lựa chọn cái nào mà nó đơn giản nhất mà nó sang cho mấy chị luôn. Rồi mã số B39. Mã số B39 nha mấy chị, giá 290 thôi. Vải chi phong có size 60kg, đó lại là mặt vừa tùy theo chiều cao, sang quá trời luôn. Cái này chị nào mà ngại bắp tay to thì mình chọn vô cùng hợp lý, phù hợp luôn. Rồi em sẽ chuyển sang cái màu cuối cùng, màu xanh, để mấy chị dễ lựa chọn luôn ạ. Màu xanh đẹp cho mấy chị đây, cho mấy chị yêu đây. Đẹp quá trời luôn, từ đầu tới giờ nhiều mẫu đẹp. Phải gọi là đẹp đúng chuẩn luôn á mọi người. Form nè, phối cái form này, cái màu nè. Màu thì em chọn màu vừa phải thôi, không có sáng lắm, nên mấy chị cứ yên tâm mà lựa chọn nha. Màu là rất là đẹp luôn. Vải thì em đảm bảo bao chất lượng. Vải chi phong à, cái mẫu này thì mã số B39 ạ. Giá 290 thôi, giá yêu thương chị 290. Có size 60kg, đó lại mặt vừa thì theo chiều cao nha. À mọi người nhớ là nãy giờ em quên nói mọi người nè. Quên nói mấy chị là mấy chị xem cái bài like đó thì mình ấn cái nút chia sẻ về trang cá nhân của mình, chia sẻ cái bài like này về trang cá nhân của mình để luôn chế độ công khai, để khi mình mua một cái thì em sẽ giảm 10.000 và mua hai cái trở lên thì shop sẽ miễn phí ship toàn quốc luôn cho mấy chị ạ. Nhiều mẫu đẹp lắm nên mọi người cứ chọn đi, nhiều mẫu chọn luôn hai ba cái gì đó mình diện Tết luôn, tại vì mẫu thì cái nào em thấy nó cũng đẹp hết á, nên mọi người cứ yên tâm chọn. Em đảm bảo là từ form vải là rất là chuẩn, form thì mọi người nhìn lên mặt nè đó,
Và cũng thấy rồi ạ, nó rất là đẹp luôn. Cái này mã số B39 nha mấy chị, mã số B39 cũng là cái mẫu cuối cùng của cái ngày hôm nay luôn. Giá 290 thôi. Từ đầu tới giờ em cả mặc rất là nhiều mẫu. Chị nào thích mình chốt cái nào đó thì mình chỉ cần để lại mã số nè. Mã số kèm theo màu sắc luôn, số điện thoại của mình kèm theo địa chỉ luôn ạ. À, thì em sẽ gọi điện thoại tư vấn cho mấy chị để mấy chị chọn được cái vừa ý của mình nha. Dịp Tết đẹp khỏi phải chê luôn, nhiều mẫu đẹp đẹp mà nó lạ, nó rất là sang. Đi tiệc nè, đi chơi, đi tiệc thì nó sang kiểu á, kiểu hơi lạ tí, còn đi làm thì nó kín đáo, đi chơi thì kiểu nó sang chảnh, nó rất là nhẹ nhàng, phải chi không nó nhẹ lắm. Rồi. À, mọi người nhớ là nhấn nút theo dõi fanpage của em luôn, nhấn nút theo dõi fanpage của shop luôn ạ. À, để khi có mẫu mới là nó sẽ thông báo cho mấy chị vào xem rồi mình chọn luôn. Nhiều mẫu mới lắm, dịp Tết, tranh thủ cái dịp Tết nên em ra rất là nhiều mẫu mới đẹp. Mấy chị khỏi chê, chị nào mà mua đồ bên em là hãy đặt thêm đó mọi người ơi. Rồi, em tạm biệt mọi người luôn ạ. À, em tạm biệt mọi người luôn nha. Đây cũng là mẫu cuối cùng của ngày hôm nay ạ. À, mã số B39, em mặc cái cuối cùng đây, B39 giá 290 thôi, vải chi phong ạ. À, size 60 kg đó lại mặc vừa nha mấy chị. Rồi, em tạm biệt mấy chị luôn ạ. À.